đến núi Bà Đen trong chuyến tham quan và khảo sát địa điểm tổ chức cho Đại lễ Vơ Sắc 2025. Đại diện Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vơ Sắc Liên Hợp Quốc đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của núi Bà Đen, Tây Ninh trong chuyến khảo sát các điểm tham quan dành cho Phật tử trong Đại lễ Vơ Sắc 2025. Đây là một viên ngọc báu, điểm nhấn chính cho toàn bộ sự kiện Vơ Sắc 2025. Được mệnh danh là Đệ nhất Thiên Sơn, núi Bà Đen vốn nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ, nơi từng được nữ sĩ sư nguyệt ánh tán dương non linh đất phước trổ hoa thần riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân ngọn núi quanh năm mây phủ này còn là thiên đường hoa rực rỡ suốt bốn mùa cùng sự hội tụ của nhiều công trình văn hóa tâm linh như tượng phật bà tây bổ đà sơn kỳ vĩ nhất châu á tượng di lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới